Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 11 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, thời tiết mưa bão xảy ra nhiều làm tình trạng lúa bị đổ ngã, làm tăng chi phí do thu hoạch khó khăn hơn và giảm năng suất, tăng tỷ lệ thất thoát, chất lượng giảm. Kèm theo đó là dễ bị các loại sâu bệnh tấn công như là dầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn. Biện pháp khắc phục đó là làm đất ruộng sau khi thu hoạch cần cày ải phơi đất để tạo nên lớp để cày, giúp khoáng hóa các chất hữu cơ và giải bớt các chất độc trong đất, giúp rễ lúa phát triển, hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Ruộng canh tác lúa cần làm bằng phẳng và có hệ thống thoát hơi nước nghiêng về phía nước thoát để khi cần thì thoát nước được dễ dàng. Giống và mật độ gieo xạ nên chọn những giống lúa cứng cây vừa kháng được sâu dày vừa hạn chế được đổ ngã khi lúa chín. Bà con cần áp dụng biện pháp xạ thưa hợp lý, nếu xạ hàng thì lượng giống từ 80 đến 100kg trên 1 hecta, xạ lan lượng giống từ 100 đến 120kg 1 hecta. Bón phân và quản lý nước, để tránh bón thừa đạm, bà con nên áp dụng bón phân theo bảng so màu lá lúa. Ngoài việc bón đầy đủ và cân đối giữa đạm, lân và kali, ngay từ đầu vụ cần bổ sung thêm canxi cho lúa. Nên xiết nước khoảng 7 ngày vào giai đoạn trước khi cây lúa làm đồng để giúp rễ lúa ăn sâu, tạo sự thông thoáng trong ruộng, tăng cường quang hợp để tích lũy chất hữu cơ, giúp lúa cứng chắc. Tiếp theo đó là phun thuốc phòng trị bệnh. Trong trường hợp xạ dày, bón thừa đạm hoặc là trồng giống đặc sản nhưng yếu cây, dễ nhiễm bệnh, thời tiết ẩm ướt, để hạn chế đổ ngã và thiệt hại năng suất cần tăng cường phun phòng các loại thuốc trừ bệnh khô vằn và đạo ôn. Quay trở lại với tình hình thời tiết, nhận định từ nay đến ngày 13 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận có mưa rất to, có nơi đặc biệt to, với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam là từ 400 đến 600mm, có nơi trên 600mm, các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi là từ 300 đến 500mm, khu vực Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên là từ 200 đến 400mm, ở phía nam của Hà Tĩnh là từ 200 đến 300mm. Mưa lớn liên tiếp kéo dài sẽ khiến cho mực nước trên các sông suối tại khu vực duy trì ở mức cao. Bà con nên hết sức cảnh giác với các hiện tượng ngập úng, sạt lở tại các địa phương xung yếu. Người dân nên di rời, chủ động phòng chống bão để đảm bảo an toàn. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, nên cả hai khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, còn ban ngày mưa giảm gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức từ 25 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Quay trở lại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, chịu sự chi phối chính bởi khối không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm nên thời tiết tiếp tục khô ráo. Ban ngày toàn khu vực có nắng hanh với nhiệt độ ban trưa ở mức từ 27 đến 30 độ, cục bộ có nơi còn cao hơn. Thưa quý vị, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Ngoài ra, trên vùng biển Đông Bắc của Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp nữa. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến là không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho tới 30 độ. Đến với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất là từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng phía Bắc đêm nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.